Motor xin chào tất cả các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Đây, hôm nay tôi đang đi đến xưởng của nhà người ta. Thì tôi cũng chỉ cho các bạn luôn là cách để khắc phục những con động cơ, ví dụ như là nó ở trên cao thì chốc cái đầu kéo ra nha các bạn nha. Đấy. Khi động cơ của chúng ta bị cháy ấy. Đây, tôi đang có hai anh. Đây, con động cơ này là 7,5 kW. Hiện giờ thì là khả năng là nó bị cháy rồi. Và cả một cái con động cơ này, cả hộp giảm tốc của nó thì là khả năng nó rơi vào tầm khoảng trên 2 tạ. Xin chào anh nhá. Đấy, tôi đang bảo các anh là tháo ra và mình sẽ lấy nguyên cái phần thân của con động cơ thôi xuống để cho nó nhẹ nhàng. Chứ bây giờ ví dụ nó kịch mái nhà như này rồi, và muốn lấy được nó ra ấy, thì mà mang cả xuống ấy thì khả năng là phải dọn hết cái đống dưới này đi, xong dùng máy xúc lật hoặc là xe lâng để lâng nó xuống các bạn ạ. Đấy, nhưng mà bây giờ là cách đơn giản nhất ấy, thì là mình chỉ cần tháo nguyên cái thân này ra thôi. Con này thì là tôi đã kiểm tra rồi, vừa nãy tháo phần cánh quạt này, bi biếc của nó thì là vẫn cứ ok bình thường, nó chỉ cháy động cơ thôi. Cháy nguyên nhân cháy như thế nào thì là bây giờ tháo ra đã. Búa, búa to đây. Xong là mình ấy sau. Còn đối với những cái con động cơ mà to như ở bên dưới kia chẳng hạn, bên dưới hầm, bên dưới chân cái băng tải ấy, thì là ví dụ nó bị hỏng thì bắt buộc là phải dọn và dùng xúc lật hoặc là xe lâng để lâng nó ra. Đấy, bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem hai con ở bên dưới kia nhá. Tôi sẽ trôi theo cái đường băng tải mà tôi trôi xuống. Dốc quá. Ok. Rồi. Ta bắt đầu đi xuống hầm nha các bạn nhá. Đây, con động cơ bên trong này các bạn này. Đấy, đối với những cái con động cơ mà đây, nó như thế này thì bắt buộc là chúng ta phải dùng xe lâng để lâng nó lên, xe lâng hoặc xúc lật. Con động cơ này là khá lớn đấy, khá to. Bên trong này có hai con. Đây này các bạn này, con động cơ này thì là nó rơi vào mấy tấn cơ, chắc là nó rơi vào tầm khoảng 2,5 tấn gì đấy, 2,5 tấn đến 3 tấn. 100 con này là 165 kW, tốc độ 900 vòng phút. Đấy, dây nguồn các bạn này, dây nguồn vào to bằng cổ tay của tôi. Đây mới là một dây đấy nhá, nó dùng 2 dây cơ. Đấy, 2 dây này. Khởi động sao tam giác các bạn ạ. Đây. À, con bên này lại nhỏ hơn. Con bên này chỉ tầm khoảng 110 kW thôi. Có 2 con. Đấy, các bạn thấy không? Khi tháo những cái con này thì rất là vất vả này. Mình phải lật hết cái sàn ở trên này ra, xong là mình nâng nó lên. Bây giờ tôi lên xem hai ông anh của tôi đã tháo xong con kia chưa. Ui da, rất là cao đúng không các bạn. Đây, tôi chui qua cái gầm này đi. Đấy, rất là cao. Đây, từ dưới đất này lên thì chắc là nó rơi vào tầm khoảng 7 mét. 7 mét mà bê xuống thì nó rất là vất vả đúng không. Đấy. Mình cứ tháo từng phần ạ. Thôi, bây giờ tôi lên tôi bảo các anh tháo tiếp, các bạn chờ tôi chút, tôi trèo lên ạ. Đấy, tôi vừa lấy đi xem con động cơ to ấy, thì là các anh cũng đã tháo xong rồi. Đấy, anh cứ lấy búa anh đóng vào đây cho em. Đấy, bây giờ mình tháo nó ra các bạn nha. Vừa gõ vừa nghe nghe chứ không có gãy tai.
anh đưa em gọi cho. Có gãy mất cái tai đấy. Mất tai là mày này. Nó còn dính keo mà. Từ từ đã. Rồi. Đấy, tháo được nó ra và nó đang bị cháy thế này này. Như này là nó bị mất pha chú ạ. Vâng, chú kiểm tra lại cái khởi cho cháu. Bên dưới dây nguồn to này khả năng là không sợ đứt dây đâu. Chỉ khởi thôi. Khả năng cái khởi của nó khởi. Cái này đóng ra chứ. Không, cứ thế lâu đóng ở đây tí nó lở lở ra là rút được ra mà. Nó chỉ hở ra tí là được mà. Có cái tô vít bẹt đấy, anh đưa vào cái tai đấy anh lậy lậy nó ra. Đấy. Thôi, hai anh hai đầu rút nó ra em ơi. Cẩn thận bỏng không? Đấy. Cứ rút nhẹ thôi. Rút nhẹ thôi. Đấy. Rồi ok. Như vậy là tháo xong rồi đấy các bạn. Đấy, còn cái đầu này nó rất là nặng này. Mình cũng không nên mang cả cái cục này xuống làm gì cả. Không cần đâu ạ. Chỉ cần nguyên cái vỏ đấy thôi. Cái xô là vẫn để đây chứ. Không phải để đấy thôi mình vẫn lắp. Đây. Rất nhiều động cơ các bạn. Bên ngoài kia cơ. Bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem cái sàng để họ bóc cái vỏ của cây gỗ nha các bạn nhá. Tôi lại tụt xuống. Đứng ở trên này say xe không? Rung. Không cần đâu ạ, chỉ cần nguyên cái đấy thôi. Ui. À đây. Cái con to ở đây này các bạn này. Úi, trong này nó có những cái lưỡi dao. Đây, gỗ ở đây lao vào là nó băm hết ra. Băm dư luôn. Đây, gỗ to như thế này là lao vào là băm hết. Đấy, người mình mà ông nào mà vui vui ấy thì dỗi thì chui vào đây cũng được. Bật máy lên cho nó quay. Quay lúc hay lắm. Đây tôi cho các bạn xem cái chỗ để bóc vỏ nha các bạn nha. Đây máy này là để lột những cái vỏ cây này ra. Đấy. Trong này nó cũng có mấy con động cơ đâu à. Đây. Trong này có hai con động cơ và một loạt hộp số. Hai con động cơ to các bạn nhé. Chắc nó rơi vào tầm khoảng 22 kW gì đấy. Chạy qua cái hộp số này. Đấy, để quay những cái răng kìa. Bạn thấy không? Đấy, những cái răng này để nó cao vỏ cây. Đây là những cái cỗ máy, nghĩa là nhìn rất là kinh khủng, thấy không, rất là sợ. Đây, động cơ 22 kW, hai cái băng tải ra đây. Chỗ này là họ bóc cái vỏ xong là nó trôi lên trên kia các bạn nhá. Lên cái băng tải trên kìa. Úi. Thấy chưa? Đây, mà mỗi một cái xưởng như thế này thì đa số là phải mua một cái trạm điện như thế này. Khoảng trạm này là bao nhiêu kVA không biết được. Không thấy ghi, nhưng mà khả năng nó rơi vào tầm khoảng 300... trạm này phải 350 kVA gì đấy. Khoảng đấy các bạn. Trạm này là phải mua. Khi dựng một cái xưởng như thế này nên là phải mua của điện lực.
chắc giá nó tầm khoảng 5-600 triệu một cái chạm như này các bạn nhé. Đấy, hôm nay giới thiệu với các bạn nên là nó như vậy thôi, về những cái cỗ máy mà tôi hay đi làm. Đây, nhìn trong gầm này kinh khủng, đều răng là răng rồi, thế nó mới bóc được vỏ cây nhá. Rồi tôi xin dừng video tại đây, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo của Linh Motor nha các bạn nha. Chúc các bạn là ngày mới thật nhiều vui vẻ.